Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo tát đại chứng minh. Nam mô ta bà giáo chủ thiên ba ức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tát đại chứng minh. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật tát đại chứng minh. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật tát đại chứng minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Giờ này chúng con thắp nén tâm hương chào đón năm mới nguyên đáng tiễn đưa năm cũ.
Hiện tại ở cõi ta bà này, đời ngũ trược ác thế, kiếp trược kiến trược, phiền não trược chúng sanh trược, chiến tranh bệnh dịch tàn lan xảy ra khắp cõi Nam Diêm Phù Đề. Chúng con không biết nương vào đâu để giải trừ tất cả kiếp nạn trong đời mạt pháp. Chúng con nương vào quyền lực của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị hộ pháp, gia hộ cho chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi, để cho đạo tràng trang nghiêm tam nghiệp thanh tịnh, nhờ chân ngôn tịnh pháp giới, chân ngôn an làm xóa hàng, làm xóa hàng, làm xóa hàng. Cùng đọc với sư phụ: chân ngôn tịnh khẩu nghiệp an, tu rị ma ha, tu rị ta bà an, tu rị ma ha. Tu rì ta bà ha an, tu rì ma ha, tu rì ta bà ha. Chân ngôn tình khẩu nghiệp an, tu đa rì tu ma rì ta bà ha an, tu đa rì tu ma rì ta bà ha an, tu đa rì tu ma rì ta bà chân ngôn tình ba nghiệp an, ta phà bà phà thực đà, ta phà đạt ma, ta phà bà phà thực đồ hám an, ta phà bà phà phà đạt ma, ta phà bà phà thực đồ hám an, ta phà bà phà thực đà, ta pha đạt ma, ta pha bà pha thực độ âm. Chân ngôn an thồ địa nam mô tam mạng đa mẫu đà, nam an đồ rô địa vị ta bà ha, nam mô tam mạng đa mẫu đà nam đô rô địa vị ta bà ha, nam mô tam mạng đa mâu đà nam an đô rô địa vị ta bà ha. Chân ngôn phổ cúng dường an á na nặng tam bà phà phiệt, an á na nặng tam bà phà phiệt, nhận ra hồng an á na nặng tam bà phà phiền, nhớ ra hồng. Quý vị cùng dân hương đầu năm cùng sư phụ, quyền đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương, cũng vừa ngồi tám bào, thời trọn đời dự đạo, theo tự tâm làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật tự gia hộ, tam bồ đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chẳng quay về bờ giang. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tự niệm cắm ba cây rời ra nhà. Có cây khánh không?
Đừng pháp ma vương lô hà thượng ơi ba coi chẳng ai là bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quỷ y tròn một niệm mới ngà sanh nghiệp ma ba kỳ sân dương cùng tăng tháng kiếp không cùng tàn Phật chúng sanh tâm thường rộng làng ơi đầu cam thông không thể nghe bàn lời đế châu vì đạo tràng mười phương Phật hiền hào quang sang ngời trước bao tỏ thân con anh hiền ai côi đầu sanh thầy quyền quý chỉ tam đành lễ nam mô tăng không biên pháp giới hoa hiền vì lai thăm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chỉ tâm đành lễ nam mô ta bà giáo chủ bồn sư thích ca mâu ni phật đường lai hạ sanh di lạc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát ơi đại hạnh vô hiền bồ ta cơi hồ phạm chữ tôn bồ ta cơi linh sơn hồi thượng phật bồ tát
chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Quyền Địa Tạng Vương Bồ Tát Thân Tần Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cung thỉnh đại chúng an tọa. Lâu cầu lâu kẹt mong đầu lâu lâu lâu
sa ya đề ma phật sa ya đề đa ra đa ra đi ri ni thác phật ra giang ra ra giang ra ma ma phật ma ra một đề lệ sơn na phật na na sám phật ra sa lời phật sa phật sám phật ra sa giáo lô lô ma ra lô lô ê rì ta ra tất rì bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đế rì ya na ra căn rì địa rì sa ni na ba ya ma na ta ba ha tất đà ya tam ba ma tất đà ya tam vô ngài tất bàn ra ya ta ba na ra căn rì ta ba ha ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mô khê ya ta ba ha ta ba ma ha tất đà ya ta ba ha tất đà ya ta ba ba đà ma yên tất đà ya ta ba na ra căn rì bàn đà ra ya ta ba ha ma ba lì thắng kiến ra ya ta ba ha nam mô nam mô a di đà ba lô kiến đế tướng bàn đà ya ta ba ha an tất điện đồ mạng đà la bạc đà ya ta ba ha an tất điện đồ mạng đà la bạc đà an tất điện đồ mạng đà la bạc đà ya ta ba nam mô ta phương thượng trụ tam bảo nam mô ta phương thượng trụ tam bảo nam mô ta phương thượng trụ tam bảo cuối lại đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật nay con phát nguyện rằng thọ trì kinh Di Lặc trên đền bốn nặng dưới của khổ tam đồ nếu có ai thấy nghe điều phát lòng bồ đề hết một bảo tháng này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tham tham cao siêu pháp nhiệm mầu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nơi nghe thấy chuyện trì niệm quyền tỏ như lai nghĩa nhiệm mầu nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật ta nghe như vậy một thời nọ được Thái Tôn ở tại núi Linh Thú đồng thời có các vị đại tỳ kheo tu hỏi đông từ bây giờ có ngài xá lời Phật là bậc đại trí huệ tối thắng trong hàng đệ tử của Phật thường do thế gian nên từ chỗ ngồi đứng dậy trịch não bài vai hữu quỳ sáng đất chậm tay thưa rằng bạch đức Thế Tôn con nay có chỗ việc muốn thưa hỏi mong
Thì ôi ta sẽ giảng cho ngài xa lời, tự nói lời kể thưa tùng hội Thế Tôn Đại Sư. Thọ ký cho Phật hạ sanh sau này, hiểu ngài là Tư Thế Sơn Đấng Nhân Trung Tôn. Phân biệt lại lời tùng về thân thông quay định, chúng con muốn được nghe Phật bảo xá lời, từ hài chỉ tâm lắng nghe sẽ vì ông giải bài. Bây giờ nước Đại Dương thu hẹp dần, 3.200 du thiền nã mơ rồng đưa lượng vuông châu nam thiền rộng dài cả vàng du thiền nã các loài ở trong đó. Quốc đầu điều giao có không hình phạt tai ích, các hạng người nam nữ do nghiệp lành sanh ra địa cầu không gái gốc mong những có sanh mềm chân người dẫm lên trên. Có nước mương mỹ vị đều đầy đủ, các cây xanh áo mặc đủ cả thứ trang nghiêm, cây cao ba cầu xa hoa hoa thường sung mãn. Người trong nước bây giờ đều thọ tám muôn tuổi, phản tướng ra đoàn nghiêm xác lần đều viên mang, con gái 500 tuổi mới thành lập gia đình, các thứ đại thiếu tiền và những đồ không sanh được chôn vùi dưới đất. Tự đơn đoàn thấy lâm kết thành diệu tràng, tướng chỗ lưng vương đồng đô dài 12 gió từng rộng đến 7 gió từng nhân dân trong thành nảy đã từng trồng nhân lành. Dân cơ đều an lạc lâu đài và thành lý, dùng bảy báo xây thành cửa ngõ và thẹn khóa toàn dồn bàn đồ bảo hào rảnh chung quanh thành xây bằng thứ trân báo. Chiêu đem nương bãi đầu bảy hàng cây đa lá bao bọc quanh, bốn phía lưới linh cánh treo quanh trang nghiêm đủ thứ bao. Gió nhẹ thổi cây bao phát ra tiếng nhiệm màu như hòa thấu bát âm. Áo hồ giảng phô đồ sáng hoa vương thừa cây thơm ngát trang nghiêm thành quạch này. Trong nước có thánh chúa tên gọi là Hương Cư Vua thống trì bốn châu giàu thành nhiều quái lực. Mạnh mẽ gồm bốn bên bảy bao điều thành tựu có cả ngàn người con bốn biển điều thanh bình không có việc chiến tranh dùng chánh pháp trị dân. Có bốn kho lớn điều ở trong các nước, mỗi kho có chứa trừ đảm bảo trăm muôn ở trong nước yên lặng. Và có kho băng kiện là trong nước mật si la, có kho bát trột ca nước kiền đà, còn có hương cử ở nước ba tứ nạc tứ cá có tàn chứa ấy đều thuộc vừa cử cử nhờ chứa trăm phước nghiệm và báo điều thành tu. Bà la môn thiện đánh hiện đà cả bốn minh đá văn làm quận sứ bậc thông các tam lược thiền giáo được truyền trì lực nghĩ cùng thành minh điều nghiên cứu thâu đáo. Phụ nhân của đại thần nội danh tương đoan nghiêm ái thấy cùng vui tên đại trưởng phu từ thi tử cung trời hỷ túc tác chất vào phụ nhân. Mang thai đại thanh đầy đủ qua 10 tháng đóng khi từ tốn mộng ra vào giường nhiều quá lúc đi đến vườn kia không ngồi cũng không nằm đứng nhìn nhẹ cây bông. Bây giờ tôi tấn công ra từ hồng bên
phải như mặt trời mới màu phong ánh sáng khắp nơi không nhiệm suốt bao thai như xén ra khỏi nước sáng soi khắp ba cõi. Đường khi vừa sanh ra chùa Đế Thích Thiên Nhàn đến tự năng Bồ Tát mừng gặp bậc đại giác Bồ Tát liền sau đó tự nhiên đi bảy bước. Mọc lên hoa sen báo quang xa khắp mười phương báo cho trời người biết thân tôi hầu ta đây vô sanh chân niết bàn lòng phun nước trong sạch tâm rửa thân đại bi. Từ không xa xuống chư thiên cầm lòng báo che đức đại từ tôn ai nấy đều phát tâm theo hộ trì Bồ Tát bao mẫu cho bà nữ giá đêm sẽ bao trang nghiêm đủ mọi thứ mẹ con ngồi đồng ngay chứ tiếng sớm lại đẩy ngàn tiếng nhạc nhèm màu dẫn đương nước về cung qua trời rải như mưa ngày từ tôn giáng sanh các thề nữ mang thai đều được thân an ổn đều sẵn con khôn ngoan thiên tình cha từ thầy tướng trong lòng ra ngôi mừng theo phương pháp xem coi biết con có ai tướng ở thuộc làm lĩnh vương xuất gia làm chánh giác Bồ Tát đã thành lập trong cơ cố hiểm nàng lương hồi bãi chẳng giữ tân sát vàng sang chói tiếng như đài phạm âm mặt giống lá sen tâm tư chế điều viên mạng số trẻ theo sinh học tám dạng bốn ngàn người thợ ấy vua hướng ngư cao đô bảy mươi tầm rồng khoảng sáu mươi tầm bảo tràng thiết lập xong vua phát tâm đài xã hiến cho bà la môn lầm đại hội vô giá có tới cả ngàn người được tràng quỷ báo này chốc lát vì đổ gái Bồ Tát thấy thế rồi nghĩ thế tục như vậy sanh tử khổ trôi nhốt mong cao đao tịch diệt bỏ tục mà sơn gia cô chúng sanh to còi vòng sanh lao bình từ ngày tư tôn pháp quyền tám vạn bốn ngàn người đều sanh tâm nhàm chán ngày đêm mới pha tâm bò tục mà sơn gia con chính trong đêm đó được chứng bậc đằng giảng ta ấy cây bồ đề tên gọi là lộng hoa cao bổn vũ thiện nam cành la phủ bông vía che mất sáu trăm mét đấng đài vị tế tôn ngồi dưới cây thành phật và tôn tăng trong người đủ tám dòng phạm âm nói pháp đồ chúng sanh khổ và nguyên nhân khổ tất cả đều từ diệt ngay tô ba chánh đạo được lên bờ niết bàn vì các hàng thánh tính nói bốn chân đệ ấy chư thành mã phồn trì ở trong vườn diệu hóa thánh chúng vẫn tầm đến đứng chờ cả trăm dặm nguyên thuần điệu đông đủ vua lưng vương khương khư xa hết các châu báu tâm mong cầu xuất gia công quyền liên cung điền chí quyền cầu xuất ly tám muôn bốn ngàn chúng đều xin tám muôn bốn ngào đồng tứ bà la môn nghe vua bỏ trần tục cùng đến xin xuất gia trường giả chỗ khó tàn có tên là thiên tài cùng cả ngàn quyền thuộc
bảo nữ tỳ xa khơ với bao nhiêu tỳ tùng tám vạn bốn ngàn người cũng đến xin xuất gia, còn hơn trăm ngàn người thiện nam và tín nữ nghe phần giảng pháp màu. Vô thượng thiện nhân tôn đại từ bi thâm chúa quan khắp tâm chúng sống bèn diện thuyết pháp miếu cảm, ngươi nên biết rằng đức từ bi Thích Ca được sanh trong pháp ta, hoặc dùng hương tràn qua phan phương lòng trang nghiêm cúng dường mẫu ni chủ được sanh trong pháp ta, hoặc kim nhũ trầm thị bốn hướng dùng tô phết được sanh trong pháp ta, hoặc quy tam bào thường thân cần cung kính chiên tu các hành lành được sanh trong pháp ta, hoặc trong những pháp Phật khéo giữ không trái phạm được sanh trong pháp ta, hoặc với tăng bốn phương cúng dường đi ấm thực hiện dân các phương tốt được sanh trong pháp ta, và những tăng thần thông to với bán quán trái được sanh trong pháp ta, hoặc dùng ba phép tống thần cảnh trí truyền dài quá đầu hàng thánh văn hồi ban đầu thiện phá vọng đô hàng thành văn 96 ơn người khiến trừ phiền não chứ ngồi thứ hai thiên pháp rồng đổ hàng thành văn vừa khỏi biển vô minh hồi thứ ba thiên pháp rồng đổ hàng thành văn 92 ơn người khiến tâm lành điều phụng ba lần thiết pháp xong phần dẫn chung đệ tử vào trong thành khẩn thần khi vào thành diệu đàn đường xa điều trang nghiêm vì lễ cúng dường Phật trời rải quá màn đàm còn với cả thiên chúng dân ngưỡng hoa cúng dường lễ đến đài bị tôn chứ thiên đài quái đất dùng nghĩ phục nhiệm màu rải tung khắp phố phường chiêm ngưỡng đại vương rải khắp trang nẻo đường giám đàn đi lên trên từ bóng đâu la miên ấm nhạc và tràn phản bảy hàng hai bên đường để thích chúng trời người cả ngời đại từ tôn nam mô sì trung tăng lành thái đơn thái tôn ai thường xót thế gian có trời đại quái đức đang làm vua chúng ma quỷ tâm và đánh lễ chiêm ngưỡng đứng đạo sư cầu nguyện thọ quay oanh điều dồn pháp âm tánh xiển dương pháp nhiệm màu ở trong thế giới đây phần nhiều là lã hán dứt trơ nghiệp hù lậu hằng lìa khổ phiền não lòng bằng căn thác bà lã xác và dược xó điều quán hỷ cũng dường khi ấy các đài chung dính chướng trừ nghĩ hoặc siêu diệt dòng sanh từ khi ấy các đài chung lia nhiệm xa của bảo không tâm ngà ngà sợ hãi tu hành thanh tình khi ấy các đài chung phá hủy lưới tham ái hơi tu hành thanh văn cử thị nhiên nhân tôn tướng xót lời hữu tình kỳ hạn sáu vạn năm thiên pháp đồ chúng sanh giáo hóa trăm ngàn ngực khiến vượt biển phiền não có duyên điều cu vớt từ thị đại từ tôn sau khi vào niết bàn chánh pháp trụ thế gian cũng mang sáu vàng năm nếu ở trong pháp ta thầm tâm tên nhận được ngài hạ sanh sau này nếu có người thông minh nghe nói việc như thế ấy lại chẳng vui mừng mong gặp được từ thị nếu người cầu dài
thọ mong gặp hội Long Hoa Thượng cúng dường Tam Bảo. Bây giờ Thế Tôn vì xá lời từ và cả đại chúng gian nói nhân việc của Đức Từ Thị về sau này rồi Phật lại bảo ngài xá lời từ rằng tên nơi nào mà được nghe Ma Môn này rồi thọ trì độc tốn vì người khác giảng nói cho họ rồi đúng theo như pháp tu hành hướng qua cúng dường phổ biến rộng rãi thì những người ấy sau này sẽ được gặp Đức Từ Thì ở trong ba hồi mong được cứu độ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói bài tụng này xong và cả đại chúng đều đã hoan hỷ tin nhận lời Phật đánh lễ phụng hành Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hà Sanh Từ Thị Di Lạc Tôn Phật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Kỳ Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát Thần An Sâu Xa Phạm Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài Sội Tây Nam Quân Điều Không. Này ông xa lời Phật sang chàng khác không không chàng đạt sang sang tức là không không tức là sang thọ thường hành thường cùng điều như thế này. Ông xa lời Phật thường không của mọi pháp không sanh không diệt không dơ không sạch nên đạo chân không không có xa không có thọ thường hành thường không có mặt tai mùi lười thân ý không có sát thanh hương vì số vào không có nhàn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cho đến không có già già không không có cái già già không có khổ tâm diệt đạo không có đi về cùng không có chân đắc vì không có chỗ chân đắc nên Bồ Tát đi theo bát nhà Bà La Mật Đa Tâm không ngăn ngại sáng niên nào mong thường đạt tới cố gắng niết bàn giờ và trong ba đời cũng đi theo ba nhà Bà La Mật đã đường đau quá vô thường nhân lần dành nhân nên biết ba nhà Bà La Mật đó là đại thắng chung là vô thường nên nhau đã đề nên lại vô chân ta không ngư vì vậy liền nói chỗ ba nhà Bà La Mật đã yên đế Nam mô tội tà phổ chánh hộ pháp
Tát Ma Tát. Nhờ thần lực của chư vị hộ pháp khiến gia hộ cho làng A Di Đà Indio ngày một yên lành, tự chúng tỳ kheo ni sa di sa di ni thức so ma ni u bà tát u bà di tu hành tinh tấn, nguyện tất cả liệt vị cư dân thường trú trong làng bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha tu hành hồi hướng cho thiện thiên nữ chú hộ trì tam bảo được ân chiêm công đức thiện thiên nữ chú. Nam mô Phật Đà, Nam mô Đà Ma, Nam mô Tăng Già, Nam mô Tăng Lì Ma Đề Thị Gia Đa Đề Gia Tha Ba Lì Phu Tam An Đà Đà Sa Ni Ma sa ni ma de ya la ya de ta man da de ni ya de ma ka li ya ba ne ba ram ba ne ta ni ba la ta ta man da tu ba le de phu le na vi na đăng ma de ma ti khổ tăng đề tăng đề la đề đề tăng đề đề ta man da ta nâu đà la ni nam mô văn đà nam mô đàng ma nam mô tăng già nam mô thất lì ma đề thị gia đắng đề gia ta ba lì phu lâu na gia lì tam mạng đàm ra gia đề ta mạng đà đề ni gia đề ma ca đề gia ba đề ba la ba đề ta vị phà lợi ta tam mạng đà tu bán lê đề vô lê na đề na đàng ma đề ma ni vô tăng đề ma di lần đề long và tăng kỳ đề tam an đa tha nâu đà la ni nam mô tam châu cảm ứng hồ phạm di đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ứng hồ phạm di đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm tôn thiên bồ tát ma ta vi đà thiên tướng bồ tát quả thân ủng hộ phật pháp thế hoàng thâm bảo sơ chốn ma quân cao đức năng lượng kỳ đô phổ quang tham nam mô phổ nhàn bồ tát nam mô phổ nhàn bồ tát nam mô phổ nhàn bồ tát ma ha di thử cánh châu cao đang hồi hương hồ phạm long thiên tam giới nhàn độc chân tay kỳ phương bảo an bền thiền trang nghiêm vô lượng bồ đề phổ hiền pháp giới chúng sanh cao nhà thế lỗ tánh hài nam mô tội tà phù chánh nghĩa thù hành nhân đạo tràng hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô tội tà phù chánh
nhé cầu hạnh nhớ hồn hầu đạo tràng hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô tội tà phù chánh nhé cầu ôm hộ đạo tràng hộ pháp chư thiên bồ tát ma ta nguyện cho ba chướng tiêu tan phiền nào dưỡng sanh huệ căn sanh người cầu cho con được đời đời hạnh Bồ Tát đạo cụ đời lâm tháng quyền sanh tây phương cõi lạc mang chính phẩm sen vàng nơi quả sanh quả nở tây phật quả viên thành ca vị bồ tát bàn lãnh với ta lấy chú phật đảnh là tụng ba biến rồi cho mấy cụ vô nghỉ sợ mấy ba bệnh hết đây lấy chú phật đảnh thông thắng nè. Đi phát đi. Thu cái kinh đó lại. Thu về lại đây. Thank you.
chân lành chúng con hết thọ mạng cõi người cũng sẽ rơi vào các đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hôm nay phước duyên đầy đủ đón chào năm mới đại chúng của làng A Di Đà Điêu. Thành tâm tụng trì ba biến Phật đảnh tôn thân, hồi hướng cho cả khắp nơi chúng sanh tâm tội nam yên Bồ Đề bình tâm bình an thanh tâm thường lành. Nguyện cho cả nam yên Bồ Đề này sẽ được vị minh quân xuất hiện để hàn gắn tất cả những đau thương đang xảy ra trên khắp cõi Nam Diêm Phù Đề. Nam mô Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni Tát Đại Chúng Na Minh. Nam mô Bát Ra Ba Thế Tài Mô Kỳ Gia Bà Tư Ni Sức Ta Gia Bồn Đà Gia Bà Ra Ba Thế Tài Đi Gia Tha Hồ Vi Sức Đà Gia Vi Sức Đà Gia A Sam Ma Sam Ma Sam Ma Ta Hòa Ba Sa Ba Ra Na Ra Ti Gia Hà Ra Sô Ba Ra Vi Sô Tê Nhà Vi Sức Cha Tô Ma Sô Gia Ma Ra Ra Ma Chân A Mê Ri Ta Hà Ma Ta Ba Ra Na Hà Ra Ha Ha Ra Ha Yô Sa Ta Ra Vi Sức Ta Nhà Sức Ta Nhà Gia Ra Ha Vi Sức Tê Đức Ni Sa Vi Nha Nha Vi Sô Tê Sa Anh Ba Ra Ni Tắc Chô Đi Kê Sa Qua Ta Tha Gà Ta A Ba Lê Ca Ni Sắc Ba di đà ta hu vi ra tức di tên sa hoa ta ta ra ta di đà ya đức ta ma đức di ta ma ha mô chen quan cha 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 sa ma cha na vi xuất di sa ba ba ra na am ba ya du ra ti ba vi di xuất di ra ti di qua ta ya du xuất di ta ma ya đức di tên ha ma đức ba bồ ta cực di ba di xuất di di bồ ta bồ di xuất di cha ya cha ya vi cha ya vi cha ya sma ra sma ra sa wa buddha di ti ta xuất di va ti va ca ga vi va tam ba va tu ma ma sa vi lam sa wa sát va nam vi xuất di sa wa ga ti ba vi xuất di sa wa ta ta ga ra sa ma so sa yang tu sa wa ta tha ga ta sa ma so sa đức chi te bu di ya bu di ya vi bu di ya vi bu di ya bồ đà ya bồ đà ya vi bồ đà ya văn ta ma ru su te sa wa ta tha ga ta di đà ya đức ta ma đức chi ta ma ha mu ke so nam mô ba ra ba te ta lo ki ya ra ti di chúc ta ya bu ta ya ba ra ma te ta di ya ta Qua ta tha gà ta sa ma so sa đức ti tê bu di ya bu di ya vi bu di ya vi bu di ya bồ đà ya bồ đà ya vi bồ đà ya vi bồ đà ya sa man ta ba di xuất đề sa qua ta tha gà ta di đà ya đức ta na đức ti ta ma ha mu đề so nam mô bhagavate tailokiya ra ti vi xuất ta ya bút đà ya bhagavate ta di ya tha om vi xuất đà ya samma samma samantha wa ba sát pha ra na ga ti ga ha na so ba wa vi xuất đề ya vi sinh cha tu mam su ga ta wa ra wa cha na me ri ta bi se kai ma ha man ta ba da ayu sam da ra ni xuất đà ya ga ga na vi xuất đề gat ni sa vi cha ya vi xuất đề sa an ra ra mi sam chô đi te sa wa ta tha ga ta va lo ka ni sát ba ra mi ta ba vi bu ra ni sa wa ta tha ga ta ma ti da sa bu mi ra ti ti te sa wa ta tha ga ta
ta na đi ti ta ma ha mu te wa cha ka ya sa ma ta na vi su te sa wa wa ra na ba ya du ga ti ba ri vi su te ra ti ni wa ta ya yu su te sa ma ya đi ti te ma ni ma ni ma ha ma ni ta 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 bu ta ku ti phụ ta bồ đề xuân đế cha ya cha vi cha ya vi cha ya samara samara sa wa bồ đà đi ti ta xuất đế và thi và ta ga bê và tam ba và tu ma ma sa ri nam cha wa sát và nam cha ca ya ba ri vi xuất đế sa wa ga thi ba ri xuất đế sa wa ta tha ga ta sinh cha mê sa ma so sa yam tu sa wa so sa đi ti te bồ đề ya bồ đề ya vi bồ đề ya vi bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya vi bồ đà ya vi bồ đà ya samanta ba di sút đề sa wa ta tha ga ta ri đà ya đi ta na đi ti ta ma ha mu te so tam quy con nương theo Phật cầu cho chúng sanh tịnh chẳng đạo ca phát lòng vô thường. Con nương theo Pháp cầu cho chúng sanh thâu rõ cánh tàng trí huệ như biển. Con nương theo tăng cầu cho chúng sanh kinh tính hòa hợp tất cả không ngại. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta trên đường ra chúng ta lại đảnh lễ ngài Địa Tạng với ngài Di Lặc rồi chúng ta về nghỉ 6 giờ sáng trở lên ở trên tháp Địa Tạng. Dạ dạ. Nhưng mà 6 giờ sáng lên nghiêm là trên này. Cùng với Địa Tạng.